Cô bác anh chị đang gặp tình trạng mất ăn mất ngủ. Đấy, mất ăn mất ngủ, đau nhức xương khớp. Nhà có cây này, lấy ngay về dùng nha. Trước mặt cô bác chị đây là một rất nhiều cây xấu hổ đỏ. Có chỗ đây gọi là cây mắc cỡ, có chỗ đây gọi là cây xấu hổ đỏ, có chỗ đây gọi là cây cỏ thẹn. Không biết là ở chỗ cô bác chị gọi tên là gì thì mọi người có thể cho con biết cũng như tất cả các bác chị trên kênh được biết nha. Cây này thì chúng ta dùng rất là hay, dùng rễ, thân và lá của nó chúng ta đem phơi khô, sau đó thì chúng ta có thể hãm trà uống hàng ngày hoặc kết hợp thêm các vị dân gia khác để dùng trong các trường hợp đau nhức xương khớp, đau lưng, đau đầu gối quá chị nhá. Và ngày hôm nay Huân sẽ lấy về hướng dẫn cô bác chị cách làm nhá. Đào về mỗi lần ngày dùng khoảng tầm 25 gram khô các anh chị nhá. Khoảng tầm 50 gram tươi. Và bây giờ Huân sẽ đào về phơi khô để dùng dần. Cũng tranh thủ quay video để chia sẻ cho các anh chị luôn. Đấy, chúng ta sẽ đào rễ thân. Đấy, rễ thân, lá đều có thể dùng được nên là mình sẽ đào toàn bộ nhá các anh chị nhá. Đấy. Cái này mọi người chú ý là nó rất nhiều gai. Nên khi mình làm mình chú ý là nó sẽ cứa vào tay nhá, để ý đây cây này, tận đây này đấy, thấy không, cây này thì cũng rất là nhiều đấy, nó là một cái cây cỏ mọc dại thôi nhưng mà rất là tốt cho những ai mà đau nhức xương khớp đấy cô bác chị ạ, đặc biệt là những cô bác chị nào mất ăn mất ngủ thì cây này có tính chất là an thần rất tốt nhá. Đấy, đây đây cô bác chị này, đây đấy, thấy chưa, này dễ rồi mọi người này, đấy dễ đây đấy. Đây mọi người này, đây nha. Đấy, thì mỗi lần mình làm mình chỉ cần dùng khoảng tầm 50 gram tươi là được rồi. Đấy, còn mình tiện mình làm thì mình sẽ đào nhiều về để mình phơi vì khô, mình dùng dần nhá. Đây. Đấy. Cái này có tác dụng là tiêu độc, thanh nhiệt. Đấy, trị về phong thấp rất là hay. Đây các bác chị nhá, mình sẽ lấy toàn bộ cây. Đây. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ đem về và hướng dẫn các bác chị cách làm nhá. Cái này làm rất đơn giản thôi. Hôm nay là cái cây xấu đỏ, sau khi các bác chị đem về nhá. Thì cây này đem về thì chúng ta sẽ rửa sạch, sau đó đây mình sẽ cắt khúc khoảng tầm 3 đến 5 cm. Đấy, sau đó thì mình sẽ cho thêm nước để mình đun lên các bác chị nhá. Thì nên những ai gặp tình trạng đau đầu gối, đau lưng hay là tình trạng là mất ngủ ấy, ngủ không thâu giấc thì có thể dùng ngay cây xấu đỏ này nhá. Đấy. Đây ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cắt toàn bộ, sau khi rửa xong thì mình sẽ cắt toàn bộ cái cây xấu đỏ ra, hoặc mình có thể lấy kéo hoặc lấy dao, ở trên toàn bộ thân cây thì có rất nhiều gai các bác chị nhá. Đấy, thì chúng ta có thể cắt để dùng. Đây, sau đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị khoảng tầm 1,5 lít nước nhá, đun lên cô lên khoảng tầm, còn khoảng tầm 1,2 lít thì uống trong ngày, uống hãm trà thôi. Ngoài ra thì các anh chị cũng có thể, nếu mà đau nhức xương khớp mà chúng ta có thể gia giảm thêm các vị khác như là đương quy, như là cây ngũ bì gai, như là cây lá lốt, như là cây rất nhiều loại. Đấy, các anh chị có thể dùng để hỗ trợ thêm cho mình trong việc là đau nhức xương khớp, đau đầu gối quá chị nhá. Đấy, mất ngủ nữa. Mất ngủ thì có rất nhiều loại như là lá vung nem, như là cây củ bình bôi đỏ. Đấy, chúng ta ra giảm vào để cho dùng cho nó hiệu quả nhất có thể. Tùy theo cái tình trạng bệnh mỗi người khác nhau, tùy theo cái mức độ khác nhau là chúng ta sẽ có những cách để dùng. Đấy, tiếp theo các chị cho trong khoảng tầm 1,5 lít nước nhá. Đấy. Và là mình sẽ đun lên. Đun lên thì đun ở tầm 20 phút là được, sau đó mình bắc ra mình chắt ra cốc mình dùng nhá. Sau khi các anh chị là chúng ta đun xong nhá, thì chúng ta chắt cái nước cây xấu đỏ ra, chúng ta sẽ cho ra cốc như này và uống. Thì ngày các anh chị đun trong khoảng tầm 1,5 lít nước uống trong ngày nhá, thì cái tình trạng đau nhức xương khớp này, đấy, đặc biệt là thoái hóa khớp này, hay là tình trạng là mất ngủ này, thì cũng cải thiện rất tốt các anh chị nhá. Cái cây xấu hổ này có tác dụng là an thần rất tốt đấy ạ. Đấy, và đừng quên cháu đâu Huân. Hiện tại Huân làm trong lĩnh vực đông y, các anh chị cần hỗ trợ gì có thể cho không biết Huân sẽ hỗ trợ mọi người nhá.